Xin chào các bạn, mình là Nga đến từ Vũ Trụ Mimi. Xin chào mọi người, mình là Minh, mình đến từ Watcher Movie. Đó là Phạm Châu. Tớ là Duy Anh. Tớ là Hải đến từ Watcher Cartoon. Tớ là Minh Hiền cũng đến từ Watcher Cartoon. Thì hôm nay bọn mình bị ép chơi trò chơi đoán tên bộ phim hoạt hình tuổi thơ. Bắt đầu thôi nhỉ. Totally Spy. Cái này là Totally Spy hay là tên tiếng Việt là ba nữ thám tử. Totally Spy si. Ba nữ điệp viên. Đương nhiên là em thích Sam. Trước hồi bé thì em thích Sam xem thôi, nhưng mà kiểu lớn rồi thấy Clover vẫn kiểu sành điệu nhất. Ghê. Yeah. Không. Phim này em thích nhất là ông đầu trọc. Thích nhất là Clover. Clover là tóc đen á. Tóc vàng. Thời woman. Đê tít. Không, nó là cái gì gớm ý, không phải lấy đâu. Nhưng mà nếu mà ba nữ thám tử đúng không? Đấy, anh biết bảo là ba nữ thám tử phải không? Thôi thôi, cái tiêu hình này rất cringe. Cục viên nhiệt viên. Đây là tuổi thơ á, đây không phải là tuổi thơ. Không phải tuổi thơ vậy. Cái này không xem được, em không xem nổi được ấy. Vì nó quá là kiểu bọn cho bọn trẻ con 3 tuổi ấy. Đây là Ubi nên U Nang U Sơ. Kick cái gì nhỉ? Bus? Cái gì nhỉ? Kick Butowski. Kick Butowski. Không biết hả? Không, chị đã bảo nhà chị không có cáp. Đéo tin. Phim này anh xem rồi nhưng anh không xem tên. Chả có xem tên. Từ từ, mình đã đoán được. Đây cái phim này anh thấy. Thôi mình không đoán được thì mình đoán cái phim giống giống đi. Phim này là Spider-Man. What? Nha. Đây, đây có gì, có thằng bạn béo ở đây gì đúng không? Kick Butowski. Nó phải làm cho lại là Kick Butowski. Cái phim trên Cartoon Network ngày xưa ấy, lâu lắm rồi. Kiss Next Door. Đúng rồi, Kiss Next Door. Gì ấy. Ôi. Rồi phim này em đéo biết. Thể xem rồi nhưng mà không. Phim này em chưa xem bao giờ. Từ từ mà chưa gì, mày cứ ấn là chữ nick để bỏ tay ra nữa. Vấn đề là để tao nhớ nào. Ngày trước cái phim này nó có mấy cái máy hay lắm, phải có mấy khẩu súng hay lắm. Phim này có một thằng nó bẩn lắm. Anh không nhớ được đâu bẩn đấy. Code name Kid Next Door. Việt Nam đồng ở đây. Ui. Thám tử gan ghét. Lúc lắc à? Ôi giời ơi, lúc lắc là cầm súng bắn. Đây là thám tử gắt ghét. À gắt ghét, đúng rồi. Không phải, đâu, cái tên nó không... Gắt ghét, ba đầu sáu tay. Ok, ok nhau. Thì mày là chiếu ở Hà Nội 1 đấy. Em chỉ nhớ là nó là robot và... Nó là thám tử và... Nó là robot. Chị cũng xem rồi, nhưng không nhớ tên. Đây là Chowder. Chowder trên Cartoon Network. Thì mày ở trên Cartoon Network này. Thôi, chịu rồi. Em chịu, em không biết cái này. Em không thích xem cái này luôn. Chowder. Uncle Grandpa. cái con cái pizza. Cái con pizza được làm chế mì nhiều quá, sợ quá. Cái phim này chả theo logic gì cả. Bác á. Cái gì đây? Cái gì đây? Đây là chắc chắn không phải tuổi thơ chín x rồi. Đúng rồi. Đây lại chắc chắn nhìn cái thành này là biết là Cartoon Network. Sao mày cứ đánh bỏ tích á? Ui, nhìn cái tên chưa thấy bao giờ luôn. Cái phim này là thế hệ của mình không xem đâu. Mấy ông 9X đời đầu mới xem. Ôi, hãy đợi đấy. Hãy đợi đấy. Chị tưởng hãy đợi đấy chỉ là một cái câu nói trong đấy thôi, chứ không phải là tên của phim đâu ấy. Nói chính xác là tên phim cái gì? Đây là... Hãy đợi đấy. Đục Bakachi, rồi ôi, phim này. Đục Bakachi chẳng là hãy đợi ấy à? Phim gì ấy nhỉ? Lại phim trên Cartoon Network. Thôi phim em next luôn đi. Next luôn đi. My dream partner is so monkey. Tên rất dài và con người. MGPN. Chưa bao giờ từ bé đến giờ nghe được cái phim gì mà liên quan đến khỉ rồi lại còn tập gym. Ôi dồi ôi. Đây là... Gì? Nói chung là đây là đội bóng... Super Striker. Đây là Bow này, đây là Dancing Last Star này, đây là Tiger này, đây là Shaq này. Ski Striker ấy nhỉ? Em hồi xưa thích anh này lắm. Không, cái đội bóng này là đến lúc thua ấy. Đến lúc thua. Không bao giờ thua. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bắt đầu sử dụng skin các kiểu. Thế là chiến thắng. Em nhớ có cái tập cái anh thủ môn này đá một phát từ khung thành vào luôn. Nhưng mà tên là gì? Nó tên là cái gì? Striker, đội bóng Striker. Đấy. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Cái dễ à?
SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Đinh nhỉ? Patrick the Star. Chuẩn bị đi mà chị. Ui, bọt biển gì nhỉ? Đây là cuộc phiêu lưu của Strongbow. 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 Cuộc phiêu lưu của bọt biển. Nhầm, Strongbow. Lại Cartoon Network, nét vẽ này chỉ có Cartoon Network thôi. FD và không. Net. F and F and M. Ba cái thằng này cũng bẩn lắm. Ba thằng này bẩn cực luôn, nhưng mà thằng này thì nó ngu ấy. Em không nhưng biết mà... cái này. Anh xem rồi nhưng anh không biết tên. Thế hồi bé xem ở Cartoon Network ấy. F and FD. FD. Đúng rồi nhỉ? F phải F and FD. Đấy, kìa. Phim gì đấy hả trời? FFFD. Chắc chắn là đây không phải là phim tuổi thơ mà. Cái này cũng cái xem cái trước cắt lên luôn rồi. Vâng. Chắc chắn là đây không phải là phim tuổi thơ mà. Ôi thôi thôi thôi, nhanh 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 em. Mày xem. Em nhớ phim này là con này nó là giả vờ là bác sĩ xong rồi chữa bệnh cho đồ chơi. Rồi rồi. Nhưng mà không thể nhớ nổi tên của này là gì. Cái phim này nó trẻ con quá. Rồi, không nhưng mà cái này dễ quá, như team khác đoán được ấy, mình lại không đoán được. Lại cháu em xem chứ em chả xem. Ủa cái này quen lắm mà. Cái này quen nhỉ? Quen nhỉ. Cái gì quả dâu này? Cái này là cái con này là cái quả dâu cái gì ấy. Thế đấy liên quan quả dâu luôn, ngày xưa toàn dùng cặp màu hồng nhá, có con này rồi ấy. Nói tiếp đi. Không, cái gì đấy mà cái quả dâu. Em còn nhớ cái tên gì liên quan đến dâu nữa. Cuộc phiêu lưu của quả dâu và bạn khỉ. Wow. Dora the Explorer. Chả liên quan, chả có chữ dâu nào ở đây à? Cao Bùi à? Đúng rồi, Lucky Luke. Lucky Luke. Đấy, lúc lắc đúng không? Lucky Luke. Lúc lắc, bò lúc lắc à? Trời ơi. Suốt ngày lúc lắc. Ui, Lucky Luke. Trời ơi. Ôi giời. Thằng này là bắn có khả năng bắn súng nhanh hơn cái bóng của nó. Bắn súng nhanh hơn cái bóng. Bắn nhanh hơn cả cái bóng của mình. Popeye. Popeye. Ăn rau gì nhớ không? Ăn rau chân vịt. Oliver giữa này, Pluto này, Popeye. Chị biết nó con này thằng này nó ăn cái gì để nó khỏe không? Coca. Rau chân vịt. Thủy thủ Popeye. Ăn rau chân vịt. À đấy, em cũng nhớ cái đấy. Nhân vật đầu tiên sử dụng chất kích thích để đánh nhau. Cái gì nhỉ? Ồ, cái này quen lắm này, em quên mất tên rồi. Cái này trước em xem rồi này nhưng không nhớ tên. Ui! À, cái gì Wonder Yonder. Đúng rồi, phim này trên Disney. À, Wonder Over Yonder. Đúng không? Đó, phim này trước trên Disney. Wonder Over Yonder. Ui, đúng rồi. Trời ơi. Nhưng mà ngày trước em cũng không phân biệt được con nào là Wonder, con nào là Yonder đâu. Wonder như là con vàng. Không ai biết Wonder là con vàng hay con xanh à? Wonder con vàng hay con xanh? Ôi trời ơi. Không thể chấp nhận được. Lại cả Cartoon Network. Nó là tên của hai cái đứa nhân vật này. Bailey and Mandy. Trời ơi. Nhầm hai cái này chứ. Ông này hay phết nhưng mà không nhớ tên. Jim. Phim này ngày xưa anh xem trên Cartoon Network nhưng anh không xem sắp. Có thằng có anh không biết là chết. Cái ông thần chết là quan hệ thế nào với hai cái đứa này. Là hai cái đứa này quan hệ thế nào với nhau? Người yêu à? Hàng xóm. Yêu bé thế xong ông thần chết là thôi nói từ ấy thì hơi ấy. HT13. Ở đây phim chỉ có HT13. Tất kiếm cái gì nhỉ? Gì anh hùng ấy nhỉ? Gì anh hùng ấy nhỉ? Có phải dòng máu anh hùng không? Không phải, đấy là phim của Dương Nghi Chí Nghĩa mất rồi. Thiên mệnh anh hùng ấy. Không, nó không tên kinh khủng như thế. Có, nó phim này phim tên kinh khủng mà. Rồi, như có một bài em viết em cũng cho phim này vào top phim nhưng mà em giờ em không nhớ cơ. Mà có gì đấy nó kiểu nó kinh khủng lắm. Không phải là tên nhớ bẩn đâu. Ừ, từ cái tiếng Việt kinh khủng lắm. Thất kiếm anh hùng. Mẹ. Sao phải toàn nhớ một nửa thế? Thất kiếm anh hùng đây này, trời ơi. Ui, robot trái cây. Rồi, rồi. Táo ngố này xong. Ngày xưa em có hẳn mấy con này luôn, cho cẩn thận. Dâu xinh à, cái gì nhỉ? Nói cái tên chứ. Hoa quả nổi giận à, cái gì? Đây là... Cái này có cái là táo ngố đang tròn cái gì thì đó hả? Nhà trời ơi, hoa quả nổi giận. Bà toàn xem cái kiểu thể phim ý. Bà hôm nay xem là robot trái cây. TV 18 giờ từ tháng tuần. Em suốt ngày xem phim này luôn, trời ơi, sao em không nghĩ ra nhờ.
Công chúa Ori. Đúng rồi, nó không để cái ảnh nữa là chính, là lừa thật. À đây là công chúa Ori. Ui. Lần đầu tiên trả lời đúng. Đây là cái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của bọn mình. Hãy like, share và subscribe cho kênh Trích Xin của mình. Quay chung kia studio. Đuổi. Thôi kia áo. Sao nó không nhớ. Cắt.